Iran kêu gọi các nước Muslim cùng chống Israel và đe dọa đại sứ quán Israel. Này là yếu yếu mới đủ nè. Mà các nước Muslim đâu có chơi chung phe với Iran đâu kêu. Mấy nước Muslim tao theo bên Ả Rập nhiều hơn. Mình thấy tới giờ này chưa có động thái gì hết trơn, ngồi hóng gạch 24 giờ phép rồi mấy em. Quan điểm của anh thế nào về tình hình diễn biến tiếp theo của Nga và NATO? Nga NATO đâu có gì đâu diễn biến em. Thì NATO cứ sống im biển lặng làm ăn, mà Nga cứ đánh Ukraine thôi. Đâu diễn biến gì đâu. Có khi nào đại sứ quán Iran bị tấn công là do bên thứ ba gây qua cho hai ông đập nhau không anh? Israel ta đứng ra nhận rồi, mày bên thứ ba gì nữa? Thôi, bị gì vậy? Có nhiều tin đồn NATO ở phương Đông được hình thành, có thể được hình thành US, Japan, Australia. TV nói thế chiến thứ ba có thể bắt đầu ở Biển Đông, cũng có lý em. Nó thật ra thì cái liên minh quân sự ở châu Á nếu có thì nó chống NATO thôi, chứ không thể nào gọi là NATO được. Tại vì cái từ viết tắt nó không thể nào là NATO nha. Một cái gọi là giống NATO thôi. Ông Israel với Hamas chưa đủ mệt hay sao mà lôi cả ông Iran vào nước đi khó đỡ. Tại mày ngu mày đỡ được thôi chứ mắc khỉ khôi khó đỡ. Hamas có gì đâu nữa đâu đánh. Sẵn tiện cái cú này là ông Netanyahu muốn làm một cú để đời. Tức là đi diệt hết những cái hào những cái mầm mống hậu họa để cho 100 năm sau là Israel người ta thanh bình. Chứ bây giờ nói thiệt á, bây giờ á, là Israel đánh đánh Iran á, đánh cú vừa rồi đó thì nó hơi bá đạo một chút thôi. Mình nói là nó hơi bá đạo một chút thôi, nhưng mà ông kia đó cũng phải là vô tội. Chả có gì gọi là khó đỡ, tại mày nghĩ không ra thôi. Gì à, Iran cứng quá anh Duy, tin 40 phút trước Iran tuyên bố không đại sứ quán Israel nào sẽ an toàn, sẽ trả đũa. Trời đất ơi, miệng thôi đã cứng rồi đó hả? Đúng là người ta nói gì cứng miệng. Nếu đem ra kiện tụng thì bà chủ tiệm nail sẽ không tránh khỏi phiền phức về pháp lý ở Mỹ. Rõ ràng. Sao Trung Ấn dân số đều gần gần nhau mà Ấn đi khắp nơi nhiều hơn Trung vậy anh? Còn tính Ấn nó dân số đông Trung em, Ấn nó bị tách trên Pakistan với Bangladesh ra chứ không cộng lại Trung đi ngủ luôn. Đó, Ấn tính là dân số đông lắm chứ không phải giỡn đâu. Thí dụ giờ người Pakistan với người Ấn mà nhìn mày biết người nào? Như nhau thôi à, nhìn nó y chang. Chứ người ta hỏi tao mày hỏi cái gì, cái word là gì, cái nation gì, nationality hay gì phải không, hình như có chữ nào hỏi cái nationality ra mới biết là người nào đó. Ấn độc lắm. Tụi Tây Âu mới kỳ thị châu Á nhiều. Tụi Tây Âu nó kỳ thị châu Á đó là tại vì châu Á cùi bắp, còn cái tụi kia kìa nó kỳ thị châu Á á, vì nó sốc nó ghét. Chứ bây giờ cái người Tây Âu người ta ăn học đàng hoàng là người ta văn minh được khỏi bàn rồi. Chơi với mấy thằng đó đỡ sợ hơn chơi với mấy thằng khác, đơn giản thế thôi. Còn mấy em thì nhiều khi tuổi trẻ mấy em chưa trải sự đời thì góc nhìn của mấy em có những cái mấy em nhìn chưa tới. Nói thật giờ chim reo gặp ấn làm né ồn ào đông đúc có mùi nobody no có mùi body not good hay nhìn vợ em nữa như mất lịch sự kinh. Ê mày, có người nổi tiếng với chồng Ấn Độ đấy, mày nói gì chết ta mày, mấy chuyện không ngoại giao gì trơn. Đợt này Mỹ nó không viện trợ cho Israel nữa luôn. Israel đâu chết đói đâu cần Mỹ viện trợ. Israel đâu phải Ukraine đâu. Mày bố láo gì? Thấy không, em thấy cuối giờ rồi không, Mỹ bố láo Israel không gặp luôn. Không chừng kỳ này là Israel cưa ghế ông Biden chứ không phải giỡn đâu, anh nghi lắm đó chứ. Anh đang sợ kịch bản nó xảy ra. Nên bây giờ là cái tình hình của Israel á, phía Israel không có gì cả, đừng lo. Nhưng mà phía bang giao với Mỹ á, có thể là cái ghế của ông Biden nó sẽ bị gãy. Rất là nguy hiểm chứ không đùa đâu. Ông Biden ông giờ ông vô cái thế rồi. Ông vô cái thế bị khó rồi. Nên nghi ngờ có thể nào ông Trump đi đêm không, anh đang nghi mà không chứng cứ mà em. Tại vì con của ông Trump á, đang làm ăn với Israel rất là lớn, dự án có 60 tỷ đô là nó, và mối thân tình á, của gia tộc ông Trump với Israel rất là thân. Nên anh có nghi cái vụ này là có thể là bên bên Do Thái bọc ông kia không nữa. Có một anh bên bờ biển Nhật Bản ăn no rồi gáy suốt mà chưa thấy đánh đấm gì, còn người ta chưa nói là tên lửa tới nơi rồi. Mà nhắc tên lửa mới nhớ nha, cái đòn đánh của Israel nó chính xác cực kỳ mà ơi. Tới giờ này mà chuyên gia quân sự còn chưa giải mã được luôn, làm sao mà có thể mà đánh chính xác vô đó mà gọi như là đi 7 người mà toàn là nhân vật cấp cao không, mà cú này là Iran tổn thất rất là nặng. Iran tổn thất nặng nề lắm, mà không trả thù thì rất là kỳ. Mà trả thù thì bây giờ trả thù bằng cách nào? Thì ở bên Israel có cái tin đó là giờ trả thù cùng lắm là bắn tên lửa vô Israel thôi. Mà bắn tên lửa vô Israel thì phòng không nó lo, bên Israel nó không sợ. Còn bây giờ là nói là dọa là bắn tên lửa vô lãnh sự quán. À cái này căng à. Bắn tên lửa vô lãnh sự quán là căng đó mấy em. Tại vì á theo luật quốc tế, luật ngầm á, là lãnh sự quán của một nước là lãnh thổ quốc gia đó trên nước khác. Đó, giống như lãnh sự quán của Israel mà nằm ví dụ ở Ả Rập đi thì là lãnh thổ của Israel nằm trên đất Ả Rập.
thì như vậy á, là bảo vệ là thuộc trách nhiệm của Ả Rập chứ không phải là trách nhiệm của Israel, sợ là Israel không có thể nào bố trí được hệ thống phòng không để mà đỡ đạn. Nên cái cú này là cũng nói chung là không biết sao mà bắn như vậy thì sẽ mất mặt Ả Rập đó, nó lại thêm thế nữa. Giống như cái cú vừa rồi của Israel là quất một cái, một là hai bên luôn. Thứ nhất là bên Iran bị rất là nặng, thứ hai á, là bên Syria bị rất là quê luôn. Thế nó vậy đó mèo. Gì tên lửa và UAV của Israel em nghe nói có thể so sánh một một với Mỹ, sao họ giỏi vậy anh? Tại vì họ là dân tộc Chúa chọn, em đọc Kinh Thánh em mới hiểu được, em đọc Cựu Ước, tại vì người Do Thái là dân tộc Chúa chọn nha. Nên người Do Thái dựa vào cái tính chính danh đó đó, người Do Thái rất là ngạo nghễ và kiêu hãnh. Nhưng mà người Do Thái và cái ông Netanyahu cũng đang bị phản đối tại vì không có giải cứu con tin được. Đó, căng căng lắm em. Thì nói chung Ecuador chơi cú nó hơi bá đạo. Thì giờ ta nghỉ chơi với Ecuador thôi chứ sao giờ. Nói chung là đại loại là cái ông ở bên Ecuador có lãnh sự quán của Mexico đó, mà trong lãnh sự quán Mexico thì lại có một người Ecuador được cho là phạm tội đó, thì bên phía bên Mexico không có bàn giao cái ông đó ra, thì bên phía Ecuador đều lính vô hốt ông đó luôn đó. Thì nó gọi là nó gọi là phía Mexico nó em mày chơi mọi rợ, mày chơi mất dạy, tao nghỉ chơi với mày đó. Còn phía bên Ecuador thì nói ê tao đòi người hoài sao mày không đưa đó, chẳng vậy. Nó tóm lại là như vậy nè, ví dụ như giờ có em đang được nhà em đi, hai anh em nhà em đang quýnh lộn đúng không, xong rồi có thằng em của em đó, nó chạy vô nhà của anh nó trốn đó, mà anh lại chơi với thằng đó đó, rồi xong rồi em đứng trước cửa nhà em đòi em đưa nó ra cho em, anh không đưa, nói chuyện hai đứa mày giải quyết đi rồi theo luật chơi thôi, giờ kiện cáo nữa lên phường rồi đó, chừng nào có lệnh của tòa án thì mày tới đây mà lấy đồ này nọ kia đó. Xong rồi cái em chịu không có nổi, em tức quá, em về em đủ cô dì chú bác nội ngoại hai ba bên, xong rồi đợi lúc anh đang ngủ em đúng không, em leo tường vô em cậy cửa em bắt thằng đó về luôn, nó là vậy đó. Thì bây giờ theo em bên nào có lý đó, giờ theo em trước đã, theo em, theo các em bên nào có lý trước, khoan nói về luật đó, khoan nói về luật đó. Nó là vậy đó. Rồi bữa nay có thêm ông Nicaragua nữa, ông Nicaragua đá bồi qua Mexico là cắt đứt quan hệ ngoại giao với bên Ecuador. Bữa nay có thêm ông Nicaragua đá bồi nữa, nghỉ chơi với Ecuador luôn. Nó gọi là mấy nước nhỏ nhỏ cãi lộn nhau nghe. Ông đó là former president của Ecuador anh, thì đó thì em nói ví dụ cho mày dễ hiểu rồi đó. Thí dụ anh em kể chuyện ví dụ là cái chuyện anh em của em á là em hiểu à. Những nhân viên cứu trợ nhân đạo Israel tấn công thiệt mạng có người Mỹ luôn mới ghê. Thì ông Israel nói lỡ tay, em sorry, bó tay luôn. Quốc xong ông Israel nói I'm sorry. Israel rút quân khỏi Gaza rồi, sắp tới chắc có bão của bên từ Iran. Thì bên Gaza còn gì đó, bên Gaza còn gì nó mà không rút. Nó cái quan trọng bây giờ đang là nó là có vô trong Rafah không? Cái Rafah là cái thành trì cuối cùng, có hơn 1 triệu người Palestine ở đó. Sợ là Israel lùa quân vô hốt phát cuối nữa là Israel là lần này làm ông Biden phiền quá, quá phiền luôn chứ. Ông Biden quá phiền luôn. Ông Do Thái chất lượng thật, một mình chấp cả mấy nước. Mấy nước nhỏ không à, nói chung Do Thái mạnh mà, mấy em Do Thái mạnh lắm chứ mày dẫn đâu. Do Thái nè, quan hệ vừa rộng nè, lực nước vừa mạnh nè, dân vừa giàu, lính vừa khôn nè, vũ khí vừa xịn nè, mà máu vừa liều nữa. Nói chung ông Do Thái được đụng ổng. Mấy em phải nhớ các cụ dặn như này, như vậy nè. Thứ nhất là sợ kẻ anh hùng, thứ hai là sợ kẻ cố cùng liều thân. Mà Do Thái có hết, Do Thái có hết, bây giờ em có vô quýnh bay cái nước Do Thái đi chăng nữa, Do Thái người ta cũng còn à. Nó là như vậy, người ta có gì sợ đó. Cuộc sống trên cõi đời này tạm bợ thôi, kiếp sau mới là vĩnh hằng, không phải là kiếp sau mà là nước trời đó. Đạo Do Thái là không kiếp sau, là nước trời mới là vĩnh hằng. Mấy em nghe nói về Do Thái là mấy em sợ liền. Tụi em chưa hiểu gì về Do Thái đâu. Nếu đổi qua Israel đánh Uren, nếu đổi qua là Israel đánh Uren chứ không phải là Nga thì sao anh? Anh nghĩ xong nhanh hơn không? Thật ra thì nói chung thì đổi không có được. Tại vì bây giờ Israel sao đánh Uren, không có lý do để đánh. Không có ví dụ gì được em. Nếu thật sự Do Thái giỏi tại sao mất nước 2000 năm ạ? Thì mất nước 2000 năm mà không chết là giỏi đó em. Chứ thời đại bây giờ đánh lộn tùm lum mà. Mày giỏi nhưng mà mày ít người thì mày cũng đập chết thôi. Hiểu không? Bây giờ nó khác rồi. Hồi xưa là gì? Lấy thịt đè người. Đó, còn bây giờ là khác. Nó không lấy thịt đè người được nữa. Bây giờ là Do Thái khác. Ông Trump tuyên bố quyên được hơn 50 triệu trong một sự kiện. Thôi cha này nói chuyện giờ không tin mẹ, chém quá chém luôn, nhất là vấn đề tiền bạc. Vấn đề tiền bạc mà bây giờ á, thiệt á, ông Trump nói tôi trừ hao phải là 80%. Tôi sợ ông này lắm rồi. Cái vụ cổ phiếu ông mới chém lên tới nhiêu tỷ đó. 7 tỷ, 6 tỷ gì đó. Trời ơi trời,
chung cụ này giờ nói gì, cụ có 500 triệu tiền mặt nữa, không có 500 triệu tiền mặt mà đi mượn tứ phương. Nên thôi giờ mấy em đừng có đưa tin sốc sốc về ông Trump nha mấy em. Anh muốn giữ lại một chút kỷ niệm đẹp còn sót lại nha mấy em. Ông Trump là cựu tổng thống mà không có kim bài miễn tử hay sao mà bị kiện hoài anh. Ủa mày tổng thống mày cũng là người, bộ tổng thống mày là vua sao kiểm được Mỹ mà. Thôi thôi mày đòi đòi có kim bài miễn tử rảnh. Trên đời này Mỹ không có kim bài nào miễn tử hết. Anh Duy nghĩ sao về quan điểm thà không làm gì có 10 triệu còn hơn làm công 20 triệu, thằng điên. Độ quan điểm gì không làm gì mà có 10 triệu. Trên đời này muốn có 10 triệu, một đi lừa đảo, hai làm chân chính, ba đi cướp thôi. Chứ mắc có khi khô gì không làm gì mà có 10 triệu. Mày đưa cái quan điểm đó vô mày hỏi. Tới mấy trẻ trẻ nhà nó đầu nó bị gì trời. Thực tế cho mấy em. Ví dụ như lấy tiền thuê nhà đó anh. Lấy tiền thuê nhà mày không làm gì. Ủa, chứ cái nhà đâu mày có. Cái nhà mày đi cướp có, mày lừa đảo có. Thế cha mẹ mày nhịn ăn nhịn mặc để cho con báo đời như mày mới có. Mấy tiền thuê nhà mà nó không làm gì, thua luôn. Thằng Nguyễn Khoa một câu nữa Tú lóc nó cho anh Tú. Mấy thằng như vậy không xứng đáng ở trong diễn đàn của anh, nó hỏi hồi tức lắm, mệt thiệt. Sáng có xem kinh y tê, có kinh của doanh nhân Cốc nào đó khuyên tuổi trẻ nên phấn đấu mua nhà, tư tưởng ở nhà mướn là không nên, anh có đồng ý không? Thì ổng kêu phấn đấu mà. Ổng kêu phấn đấu mua nhà là cầm nhà nó làm tài sản thôi. Còn tư tưởng ở nhà mướn là không nên, tức là ý của ông đó có thể nói là nếu mà cái tư tưởng ở nhà mướn thì nó sẽ là ỷ lại, nó là nó không có chí tiến thủ. Còn bây giờ đó, ổng kêu là mấy em mua nhà đi rồi có chí làm ăn rồi xong rồi sau đó đó thì mình có tiền mình mua nhà, mình không mua nhà mình đi mua nhà mướn, mình ở nhà mướn mình cầm tiền đó mình mua chứng khoán ví dụ vậy. Ở nhà mướn bị chủ nhà ép riết mệt, tại em ở nhà mướn cùi bắp thôi mày ơi, mày ở nhà mướn cùi bắp thôi chứ bởi nhà mướn đàng hoàng chủ nào ép. Bạn em bên học Well là làm đi làm neo kiếm thêm, làm ngay bà kia bị tiểu đường mà bà không nói, xong nó móc khóe chảy máu không cầm máu được. Bà chủ người Việt chửi kêu nhỏ đó chịu trách nhiệm, giờ sợ người ta kiện. Thì sợ người ta kiện nếu mà giờ chẳng qua là con nhỏ bạn mày nó làm chui thì nó sai thôi, chứ còn nếu mà kiện thì ra tòa nó sòng phẳng thì cũng đâu có gì đâu. Thí dụ như bệnh lý gì phải nói cho tao biết để tao làm chứ đâu có nào mà gài ta, đó là giống như gài ta thôi chứ gì, không kiện được đâu. Còn nếu mà kiện là nhỏ nó chết tại vì nó làm chui, nó chết vì cái chỗ làm chui chứ không phải nó chết vì cái tội nó móc chảy máu. Làm chui mà nó không trả cũng chịu luôn á anh, tùy thôi. Nếu mà em làm chui á mà nó không trả đó thì ok, phóng nấm không. Nếu mà em thích anh chỉ em tiệt kia phóng nấm. Con nhỏ đó không có bằng neo thì bà chủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kể cả có bằng neo thì khách nó dí chủ chứ không bao giờ dí nhân viên. Chủ dọa vớ vẩn. Mấy bạn thấy sao? Có mà học ở Việt Nam, không biết ở bển có giá trị ra tòa không? Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn là không rồi. Còn thuê lawyer đắt nên nó xù hả? Chịu. Anh nghĩ sao? Ông bà già gì? Ông nghĩ sao? Ông bà ngày xưa theo Mỹ giờ ai cũng giàu. Câu này là xàm. Có người giàu có người nghèo thôi chứ sao ai cũng giàu được mày. Thí dụ như giờ 10 người giàu chừng 6 người thôi, chứ làm gì có chuyện mà 10 người giàu hết 10 người. Không có ai trên đời, không có cái gì mà trong tập thể thành công tất cả. Thấy không? Trong một tập thể đó thành công nó có tỷ lệ thôi. Còn giờ khỏi theo ông nào đó, chí thú làm ăn đó, chí thú làm ăn nghiêm túc cuộc đời thì đời nó sẽ khá. Vậy thôi, đừng có theo thằng nào tào lao quá được rồi. Em đọc bài phân tích nhờ có nói Hàn Phi nên Tần Thủy Hoàng mới thống nhất đúng không anh? Khùng. Thôi mày ơi, mày đừng có đọc mấy cái bài khùng điên đó mà vô đây mày thả pháo hoài không ơi. Ngày nào cũng vậy hết á. Hàn Phi với Lý Tư ai giỏi hơn anh Duy? Đương nhiên là Lý Tư rồi. Mấy Hàn Phi mà soi Lý Tư ngáo đá mày. Người ta đưa đường là mấy nó tể tướng nước thắng cuộc, còn mày là loser chết ngục. Đã thua là em game mà không nói nhiều nữa. Hợp lý không mấy em? Còn đương thời đi chăng nữa? Hàn Phi Lý Tư đấu nhau trận nào? Không. Hàn Phi Lý Tư học chung lớp, chẳng qua là Lý Tư khiêm tốn đó, Hàn Phi học giỏi thôi. Xong rồi Hàn Phi về nước Hàn làm được cái công trạng vậy, trả được con khí khô gì cả. Cuối cùng đưa mấy cái mưu tào lao xong mới đau, cuối cùng rồi nước Hàn bị diệt sớm luôn. Đi qua mày đặt múa giỏ với chân chính, danh chính tiễn em về nước luôn. Nói cuộc đời của anh ghét nhất là mấy sổ nho. Nó danh chính nói vậy mà. Bây cuộc đời Tần Thủy Hoàng nổi tiếng là gì? Đốt sách chôn nho là mấy nho sổ chùm á, ghét lắm. Anh nói theo góc độ danh chính nha mấy em. Còn đối với anh cũng có nể mấy nho sổ chùm đó. Mấy là đã là con người ở trong trời đất thì phải danh gì với núi sông, phải đóng góp cho đất nước quốc gia bằng ở một cách hiện thực chứ. Mày ăn mà tối ngày mày đi sổ chùm hoài, nên thôi mấy em đừng có đem mấy em nội sổ chùm vô đây mấy em nói hoài mệt.
Còn người ta lại gì, lý tư là gì, đưa ra những sách để gọi râm nước Tần thống nhất giang sơn, một cái kinh điển để đời như vậy mà đi so tùm lum, so cái gì mà so. Rồi thêm thằng Lưu Bang với Hạng Vũ nữa, nó có gì đó đâu hoài trời, có gì mới không? Anh nghĩ sao về Doãn Chí Bình? Khổ lắm em, theo anh Doãn Chí Bình khổ lắm. Sống suốt đời tương tư một người con gái mà không có được người con gái đó, xong rồi rốt cuộc thì cũng của tội gì người con gái đó luôn. Nếu được xuyên không về Tam Quốc, anh sẽ làm gì? Anh sẽ thay anh Chu Du, anh cưới anh Tiểu Kiều em. Anh kêu thôi Chu Du, ông lo làm nghiệp lớn đi, ông dính tới Hồng Nhan là ông chết ngắt bây giờ nè. Đó, anh đưa ra những cái kế sách của anh ra để thuyết phục Chu Du không có cưới Tiểu Kiều, để Tiểu Kiều cưới anh nha. Em tưởng anh thay Lữ Bố cưới Điêu Thuyền không hả? Điêu Thuyền bấy bá rồi mẹ ơi. Nói thật ra nhỏ Tiểu Kiều là nhỏ danh gia vọng tộc hơn, con nhỏ đó là hàng xịn đó mày. Còn nhỏ kia là phường ấy thôi, ta kêu là ả đào thôi. Điêu Thuyền là con nhỏ đi đánh đàn ở mấy quán nhậu mà. Sao có cửa so với Tiểu Kiều má, hiểu không? Chẳng qua cặp làm vợ bé của Lữ Bố xong rồi đưa lên nhìn ghê ghê thôi chứ có gì đâu. Còn người ta Tiểu Kiều với Đại Kiều người ta mới là gọi là dữ đó, phải không? Gọi là mỹ nữ của Giang Đông mà, gọi là đã gì ta, vừa là tài sắc vẹn toàn nữa, chỉ có cái không biết võ thôi. Còn Hoàng Nguyệt Anh thì sao anh? Con nhỏ này thì dữ rồi, con nhỏ này siêu giỏi mà nó xấu đau luôn, nó siêu giỏi mà nó xấu đau luôn em. Cái gì à, sao Chu Du là đô đốc thủy quân mà sử sách không hề ghi chi tiết nào là khả năng bơi lội, thì mặt mình định là biết bơi đó mày. Không lẽ bây giờ tự nhiên ghi Chu Du bơi giỏi, đâu cần đâu, xàm quá Hiền Nguyễn ơi. Thế Bành Lệ Duyên anh thấy có hợp gu không anh? Không, anh không biết bà Bành Lệ Duyên, anh chỉ biết nhỏ AK thôi mấy em. Anh nghĩ sao về Tây Môn Khánh? Ông chết trẻ mà, nghĩ cho khỉ khô gì, nhân vật đó hư cấu nữa, quá giờ nó khùng, nó hỏi tới hư cấu luôn.